Mấy trắng lộn hoặc hoặc ôm em Đừng hung dữ. Vô tay tao mà mày hung dữ là mày chết cha mày với tao. Quá trời quá đất luôn à. Làm thì ghê không? Tưởng tao có liệu muốn 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 ăn tươi nuốt sống người ta nè. Chừng nào người dân đi mày muốn làm gì mày làm. Em út ở trong nhà mà không thương yêu là sao? Để cái tay lên cho nó nha, mà lấy ra một cái là tôi đánh mày liền á. Đi đây mày quay mặt qua đây này. Gỡ cái tay ra đi rồi tao quánh mày cho mày coi. Chị em với nhau là phải thương yêu nhau chứ. Tại sao lại ăn hiếp em? Tao thấy mày hôm nay mày quá trời hung dữ luôn nha Nguyên nha. Mày làm thấy ghê luôn, mày tưởng tao mà mày cắn nó chết luôn rồi à. Rồi giờ tới tên đi ôm quên quên lại. Quên lại sót. Nằm sót, quên nằm sót. Kia đi qua, nhẹ qua ôm. Mày bỏ tay xuống là tôi quýnh mày liền. Nghe không? Có con này nè, bị lì nè. Con này bị lì nè. Quýnh mày liền luôn á. Để em nha, Để để với em, tao để em này. nha. Bỏ tay ra tao quýnh. Bỏ tay ra là tôi quýnh mày chết cha mày liền luôn á. Chị em là phải yêu thương nhau. Ôm qua ôm lại cho tôi. Đi bỏ lên. Quên làm sao? Cho tụi bay đổi qua đổi lại phải ôm yêu nhau mới được. Không được cắn lộn nhau, giỡn với nhau thì được chứ mà mày giỡn với nhau đã rồi mày cọc làm sao? Buông ra ha, là quýnh mẹ mày nha mày. Cái gì? Quýnh mẹ mày là quýnh tao hả? Quay đầu qua chứ. Ôm chị quên. Quýnh hết thằng bay. Giờ con tới con Win ôm công ty này lại cho tao. Ai cho mày đi? Ai cho mày di chuyển? Nằm xuống. Con Win ôm em liền. Giỡn tay ra là tôi quýnh liền luôn. Nhận tao chứ. Dạ mẹ nè. Nghĩ em. Hung dữ hả? Không có thói hung dữ hả? Nghĩ không? Ôm vô cho tao á. Mẹ, mày nghe không? Ôm vô. Lì đúng không? Giờ tao quýnh liền luôn. Giở tay ra là tao quýnh liền luôn á. Nghe không? Lì đúng không? Giờ lì đúng không? Mày tưởng là tao cười là mày tha tao tha mày hả? Mày tưởng tao cười là tao tha mày hả? Cái con nhỏ này nó sung sướng hay gì á?
Em nó bị phạt mà nó coi. Đó. Lớn rồi, đăng không được luôn nè. Dạ.